10:15 là hết mã rồi nha. Bấm ngay nút mua liền. Link là link gì? Link Nam Kho, nó nghĩa là sao? Ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam. À không phải, cái link này là ở miền Nam thì sẽ được free ship luôn. Những chị ở hơi xa Kho sẽ hơi mất ship một chút nhá. Những chị nào mà thấy được free ship cho đơn liền, mà chị nào thấy phí ship cao thì có thể qua lại đây báo em nhá. Mình tranh thủ mua liền đi, 161 không mua bao giờ mua, không mua liền là hết. Và đây thì hiện lại về 190. Không chắc là cái bị lãng đó. Đấy mọi người là tranh thủ nhé, một tí nữa về 190 thật là sốc rồi. Ồ, tí là nó về 190 thật mọi người ạ. Đây để em ghi mẹ lên chồng người ghi nhầm lên rồi. Mã 152 bịch 12 quận là sao về shop của ship hộ tôi phải nhá. Mã 15. Mã 152 bịch 12 quận tức là giấy vệ sinh dạng quận đấy. Là đâu nhỉ? Mã 15 là dạng quận nhá. Loại có lõi chị nhá. Mã 15 2 bịch là 12 quận, tức là một bịch cho em là 6 quận giấy vệ sinh nhá. Đấy, 2 bịch tức là 12 quận. Đấy mọi người nhá. Đúng rồi. 2 bịch nghĩa là 12 quận cho em nhá cả nhà ơi. Rồi. Ok cả nhà nhá. Rồi em sẽ chuẩn bị là qua mã rồi nhá mọi người nhá. Nên chị nào có đăng thấy 161 đặt điền đi. Hôm nay với rẻ thế cho mai không có đâu, mai là không có đâu. Đến chỉ trong tối ngày hôm nay thôi. Mà chỉ có khoảng 30 phút nữa thôi là hết mã rồi chứ không phải nhiều đâu các chị ạ. 161 quất liền nhá. Chị ở các chị ở miền Nam đang là được ưu ái hơn đấy. Và quyết định cho ngày hôm nay. Bạn ăn gì chưa hay là sao? Bạn ăn gì chưa? Có sao cần nhờ mua? Ô, tí ăn xong tí ăn xong. Rồi nhá cả nhà nhá. Nhanh tay. Chốt đơn. Nhanh tay. Săn ngay cho em mọi người, giá đang quá hời quá rẻ 161k là con giá nhà em làm sao? Đang được trợ giá. Chính xác là TikTok là trợ giá trực tiếp cho nhà em nhá. Là cho nhà em chứ không phải là cho toàn sản đâu. Nhà đúng em mới được con giá này. Mã này là mã của riêng nhà em thôi chứ không phải mã toàn sản. Chốt liền cho em đi nhá. Săn được mua được em lượng ngay đã săn đã mua cho em đi nào. 161k đây mọi người ơi, giảm 15%. Đây là mã toàn sản Apple nha mọi người. Đây này, và một mình sẽ một thùng to như này này mình dùng rất là lâu cho em. Một thùng to này mình có thể dùng cho em từ 6 tháng đến 1 năm luôn phải chưa nào? 6 tháng đến 1 năm cực kỳ là tiết kiệm cho em. Thứ nhất là tiết kiệm về chi phí. Thứ hai là mình vẫn được trải nghiệm và sử dụng cho em những con giấy rất là chất lượng, hàng ngoại một phải chưa nào? Một bịch sẽ có cho em 300 tờ mọi người, để đâu cũng được cho em nhá. Riêng kích cỡ nhỏ gọn như này nha, thì mọi người để trong phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ với những chức năng thông thường thì mình có thể là mang theo đi du lịch, mang theo đi picnic cho em rất là ok luôn. Nhanh tay chốt ngay được chưa nào? Đúng 3, rồi. 2, 1 lên. Đã lên nhá mọi người nhá. Lưu ý này, em đang ghi link kho link kho miền Nam. Bác nào khu vực miền Nam nhấn ngay cho em vào nút mua nhá. Còn bác nào đang đặt mà mất phí ship thì mọi người làm sao ạ? Mọi người bình luận cho em để nhà em hỗ trợ trực tiếp trên like nhá. Và bác dấu chân đâu mà là mã 15 chất giấy thế nào shop ạ? Giấy vệ sinh đúng không ạ nhà ơi? Giấy vệ sinh cực kỳ mịn cho em nhá. Giấy vệ sinh rất mịn luôn được chưa nào? Nhúng vào nước 3 giây là tan. Nếu như mà giấy ăn thì nó phải đảm bảo được cái độ đanh độ dai, thì giấy vệ sinh nó lại rất là nhanh tan cho em. Và nó nhanh tan thì mình không gây tắc cống mọi người nhá. Mình có thể săn luôn cho ngày hôm nay là giá rẻ nhất luôn. TikTok đang trợ giá chỉ dành riêng cho nhà em thôi. Và mã này không còn là mã toàn sản, chỉ dành riêng cho shop của nhà em rồi nhá. Phiên like độc quyền của em mới có giá 161 nha mọi người. Đấy, riêng giấy nhà tốt ra có giá này luôn. Riêng giấy nhà tốt ra bán chạy cực kỳ là chạy rồi đúng không ạ? Đang bán đầu, gọi là đứng đầu ngành hàng đúng không ạ? Đứng đầu ngành hàng, mọi người cứ check cho em sản phẩm nhá. Bán rất là nhiều nữa. Nó phức giấy một thùng rác vậy. Cho là bị rớt thôi. Đấy, tiếp về cái lượt bán thì không phải bàn, không phải chê nữa rồi. Bởi vì cái lượt bán của em là nó đã nằm top rồi nhá. Nó đã nằm top cho em rồi, bảng xếp hạng nó có thể check cho em chưa nào? Đứng top đầu bảng xếp hạng. Đấy, em check cho mọi người. Người nhìn giúp em lên màn hình nhá. Đây này, em nhấn cho em vào sản phẩm như thế này. Mọi người tự check cho em cũng được là sản phẩm hàng đầu đấy nhá. Mọi người nhấn cho em một cái bảng gọi là đỏ chót hiện ra cho mọi người như thế này đây. Đấy, đấy chính là bảng vinh danh tên nhà em luôn ạ. Đó là top da đang đứng top đầu này, bán chạy này. Hai nữa là thịnh hành, tức là mọi người yêu thích nhất đúng không ạ? Là giấy của nhà top da đây đúng không mọi người ơi? Yên tâm đi ạ. Cái gì nhỉ? Cái bảng xếp hạng nó là một cái minh chứng rõ ràng nhất cho em về chất lượng giấy. Mọi người muốn biết chất lượng hay không, nhìn cho em và những cái số liệu như này là sẽ không bao giờ là sai được nhá. Vì con số nó không biết nói dối mọi người ạ, con số không biết nói dối cho em nhá. Và chắc là khoảng 7:15 ạ. 7:15 là mã sẽ hết mọi người nhá. Không hết thì cũng sẽ hơi, cũng sẽ khó để áp dụng hơn nha mọi người. Giờ này là bác nào nhanh tay thì được đây này. Bác nào nhanh tay thì được, mà bác nào chậm tay là giá cao hơn là em không hỗ trợ được đâu. Bây giờ làm sao mà em hỗ trợ được? TikTok trợ giá là bác nào đặt nhanh thì được thôi đúng không mọi người? Hôm nay là TikTok trợ giá nên là bây giờ đúng là kiểu như là ai thì còn mà trận tay là hết đấy mọi người ạ. Rồi. Bởi vì mã là mã không còn là mã toàn sản, nó chỉ trong shop của nhà em thôi. Thì mọi người mua tại livestream độc quyền của top da thì mới có cái mã này. Chứ còn mua mà không có, và kể cả là các phiên live của KOL người nổi tiếng cũng không có giá, chưa từng có giá 161 cho mã 146, không mua 46 gói. Giấy ăn hay quá đỉnh luôn, thề. Không mua quá tiếc nhá, không cần phải nói nhiều đâu. Nhanh tay mà chốt đơn. Nhanh tay là chốt đơn nhá. Em thấy hai bác đang nhấn mua hàng mà
mọi người lưu ý này, khi mà mua hàng nhà em nhé, nhớ là nhấn cho em vào nút follow ạ. Để lát nữa làm sao mình nhận cho em một cái voucher giảm giá 5k áp vào đơn hàng nhé, áp trực tiếp đơn hàng, không phải 161. Về giá là 55k. Bình luận cho em là đã mua nhé mọi người nhé. Và bác nào đang mất phí ship cao đừng ngần ngại bình luận xuống đây để nhà em hỗ trợ. Riêng mua hàng trên Line là thứ nhất, mua giá hời giá rẻ. Thứ hai là gì? Được free ship cho em nhé. Chưa có dấu hiệu xuống. Vào số Line. Nhanh tay cho mọi người nhé. Nhanh tay, tôi anh về chân tay nào. Ngoài ngoài Line nhé, chị nào mà săn được rồi nhớ bình luận lại đã săn đã mua cho em chưa? Không săn luôn là hết này, bởi vì đến cho em 7:15 là hết mã. 7:15 là hết mã nhá. Tầm này tranh thủ mà chốt đi thế nào. Bởi vì hiện đang được trợ giá cực kỳ là sâu rồi, giảm 15% giá nhà em đang sale nhá. Đang sale sập sàn rồi là 185k nhưng chưa phải giá rẻ nhất. Hôm nay mọi người mua cho em 161k là được làm sao? 155k cho em nha mọi người ơi. Mua nhiều giảm sâu, follow giảm tiếp, deal chồng deal mà. Má chồng má nè mọi người nè. Nhanh tay mà hoàn thành đơn hàng luôn cho em đi ạ. 161k nhưng mà khi mọi người follow là còn tiếp tục giảm tiếp cho em. Chỉ còn lại cho em đúng ra đến 7:15 nhá. 7:15 nhé. Là còn khoảng 7 phút nữa thôi. 7 phút nữa thôi là hết mã, hết voucher nhá. Là lúc đấy mua giá cao là tiếc lắm mọi người, nên tranh thủ cho em nhé. Tranh thủ bây giờ còn làm sao, mình gọi là muốn săn giấy ăn để sử dụng đúng không ạ? Thì nhấn ngay cho em vào nút mua đi. Giấy nhà tôm da thì đảm bảo cho người tiêu chuẩn 4K, tức là gì ạ? Giấy an toàn, giấy chất lượng rồi nhá. Tiêu chuẩn 4K này em phải thích sâu cho mọi người luôn á. Nhiều bác có biết 4K là gì? Là không hình quang này, không hút liệu này, không chất tẩy trắng này và không gây ô nhiễm môi trường nhá. An toàn lành tính mọi làn da cho em luôn. Em đang chất đơn lên săn ngay. Săn được mua được bình luận ngay đã săn đã mua thì em xác nhận đơn sớm cho mọi người chưa nào. Em nhận đơn khoảng 10 thùng nữa nhá mọi người nhá. 10 thùng nữa giá 161 ạ. 161 là tất cả của bác. Và có như là không nọ mà săn 199 các thứ là hôm nay quay lại ứng tiếp hồi hồi nhưng không sao hết, mọi người có thể mua thêm. Mọi người mua thêm nếu như mọi người tiếp mọi người nhá. Nhanh tay hoàn tất đơn hàng ngay đây ạ. 161.500 đồng ạ. Đúng rồi, 161.500 đồng giá cũng rất là mang thật. Ở đây nếu biết thiếu 500 đồng nhá, thì biết 500 đồng. Đúng rồi cả nhà ơi, mọi người nhanh tay săn ngay cho em nha. Tại vì là cái mã giảm giá này là của TikTok Shop thì nó sẽ hết bất kỳ lúc nào đấy. Nên là mọi người tranh thủ vẫn đang nhìn thấy giá 161k là mình còn đang được áp mã, mọi người tranh thủ săn luôn. Nó sẽ hết bất kỳ lúc nào và khi đấy thì nó sẽ quay về giá là 190k nha. Lúc ấy thì giá rất là cao. Đây em dẫn mọi người đặt hàng này. Trước tiên nhá, khi mọi người đang ở trong livestream của em thì mọi người hãy ấn vào cái biểu tượng ở phía góc trên cùng này để mọi người ấn vào nút follow nha. Thì khi mọi người follow thì mọi người sẽ được giảm thêm 5.000 trước khi mua hàng. Và sau đó thì mọi người vào mua thì sẽ mua được giá là 161k nhá. Đúng rồi mọi người, đặc sắc đây này, đặc sắc bây giờ 857 rồi nhá, đã 857 thùng giấy đi rồi mà nhà em mới chỉ like được có vài tiếng thôi. Nên là mọi người phải tranh thủ săn luôn, đừng để nó khi nó hết hàng đấy ạ. Nhà em giờ là sắp hết hàng rồi và hết hàng thì sẽ không thể sale được cho mọi người đâu. Nhưng mà mã thì em thêm biết thì là mới phát từ 5 giờ, mới phát từ 5 giờ, tức là từ 5 giờ đổ đi bắt đầu các bác mới bắt đầu săn được giá 161 này. Mà mã lại chỉ phát trong buổi chiều tối ngày hôm nay thôi, là tối là một chiều là tối. Tối là mọi người chỉ trong tối ngày hôm nay thôi là tất cả bác nào mà may mắn săn được trong tối hôm nay là săn được giá rẻ nhất nhá. Còn mai là không có đấy. Mai nhá, mai là sẽ lên khoảng 170 mấy k chứ phải 161 là đắt ơn cho anh chị đã lên 10 mấy nghìn nữa nhá. Nên là tầm này tranh thủ cho đơn điện tay xem nào. 3, 2, 1 lên. Đã ghim lại cho mọi người rồi nhá. Em thấy là rất nhiều bác đang vào trong giỏ hàng này. Tuy nhiên mà em thấy là mọi người chưa mua được. Thì nếu như mà ai đang gặp vấn đề gì về cái giá nó không phải là giá 161k nhá, hay là đang mất tiền ship cao thì mọi người bình luận để bên em hỗ trợ. Hôm nay đang rất nhiều những cái mã cho mọi người, nên mọi người đừng rời đi nếu như mà gặp phải những cái vấn đề nhỏ đấy nhá. Gặp vấn đề là gì mọi người có thể bình luận lại cho em để em sẽ hỗ trợ cho mọi người nhá. Và với cái link này nhá thì trên Bắc Việt Nam đang được ưu ái thôi, nên là mình chỉ cần ấn vào nút mua là